cảnh sát kiên nhẫn chờ nghi phạm xem xong Avengers Endgame mới bắt giữ. Người đàn ông chỉ được truyền thông Trung Quốc nhắc tới với tên họ Lưu, anh ta đã tới rạp để theo dõi bộ phim bom tấn cùng với một người đồng hành là nữ giới. Họ đến một rạp chiếu phim ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào tối thứ 4 tuần qua. Thông tin về sự việc đã được truyền hình địa phương tại tỉnh Chiết Giang đưa tin mới đây. Khi cảnh sát có mặt tại rạp chiếu, xuất chiếu đã bắt đầu để tránh việc gây rối loạn và làm ảnh hưởng tới hoạt động xem phim của những khán giả khác. Họ đã ngồi chờ bên ngoài phòng chiếu nơi Lưu đang theo dõi bộ phim. Hoạt động tạm giữ chỉ diễn ra khi anh này đã rời phòng chiếu. Tại Trung Quốc, Avengers Endgame cũng đang làm mưa làm gió ngoài phòng vé và góp phần đưa lại doanh thu toàn cầu khủng cho phim. Hiện tại, Endgame đang có mức doanh thu 1,2 tỷ USD sau dịp cuối tuần đầu tiên ra rạp. Lưu đã bị cảnh sát tạm giữ vì bị tình nghi lừa đảo, tình tiền đối với một số phụ nữ, số tiền mà các bị hại đã đưa cho anh này lên tới hàng trăm ngàn tệ. Một trong số các nạn nhân là người phụ nữ họ Hoang, chị này đã đưa cho Lưu tổng cộng hơn 300.000 tệ, hơn 1 tỷ đồng sau khi anh này đề nghị cô hỗ trợ tài chính để khởi nghiệp. Cô Hoang bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rồi liên hệ với cảnh sát hồi đầu năm nay sau khi nhận thấy Lưu còn có những người bạn gái khác. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra đối với người đàn ông này và bước đầu nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo tiền bạc. Việc cảnh sát kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài phòng chiếu phim đã nhận được sự trân trọng và nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Trung Quốc. Bích Ngọc theo Asia One. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.